trên diện tích 4,5 hectare vùng đồi ở khu Đồng Than, xã Kiệt Sơn. Trước đây gia đình ông Nguyễn Văn Khoa trồng cây lâm nghiệp, nhưng hiệu quả không cao. Nhận thấy thị trường cây ăn quả có nhiều tiềm năng, mấy năm nay gia đình ông đã quyết định cải tạo, quy hoạch lại vườn đồi, chặt bỏ những cây trồng kém hiệu quả, thay thế vào đó bằng 1.000 gốc quýt Thái và trên 300 cây bưởi da xanh và bưởi diễn. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quy trình chăm bón, vườn quýt bưởi của gia đình ông phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh hại. Ông Khoa cho biết, mặc dù đã trồng nhiều loại cây ăn quả, nhưng chưa có loại cây nào mang lại giá trị kinh tế bằng cây có múi. Vườn bưởi quýt của gia đình đã trồng được 6 năm và bắt đầu cho quả ổn định. Với giá bán trung bình khoảng 25.000 đồng 1 kg, mỗi gốc quýt đã cho thu nhập trên 500.000 đồng. Cũng do là bản thân gia đình xuất phát từ nông thôn, nghèo khổ, không có ruộng làm, không có đất. Nên đây gọi thấy đất rồi thuê lại bà con để đầu tư vào công việc làm. Thấy đi thăm nhiều mô hình thấy nó hiệu quả nên tôi mới làm thôi. Nay bắt đầu thu năm thứ 6 thì thu được 25. Thế nhưng mà trước mắt thấy hiệu quả kinh tế ổn định. Với tiềm năng lợi thế của địa phương, ngoài trồng các loại cây ăn quả truyền thống, hiện nay người dân huyện Tân Sơn đang chú trọng phát triển cây có múi, tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa, nâng cao thu nhập. Để hỗ trợ nông dân sản xuất hiệu quả, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hình thành nhiều chi hội làm vườn. Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây có múi cho nông dân nhằm từng bước mở rộng diện tích và thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất để nâng cao chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Đến hết năm 2019, tổng diện tích cây có múi trên địa bàn huyện Tân Sơn là khoảng 100 hectare, trong đó diện tích bưởi các loại là 83 hectare, còn lại là diện tích cây có múi khác. Tập trung chủ yếu tại các xã Thu Cúc, Thu Ngạc, Tân Phú, Kiệt Sơn, Xuân Đài, Minh Đài, Văn Luông. Toàn huyện hiện có trên 30 hộ trồng cây có múi với quy mô từ 1 đến 7 hectare. Đến nay, một số giống cây ăn quả có múi bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế, thích ứng với vùng đất vườn đồi ở huyện Tân Sơn và đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu ngay trên đồng đất quê hương. Việc khuyến khích người dân làm giàu từ cây có múi trên các vùng đồi, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là mục tiêu của các cấp chính quyền huyện Tân Sơn đang hướng tới. Với những thành công bước đầu đạt được, cùng với chính sách hỗ trợ của huyện, sự nỗ lực làm giàu của các hộ nông dân, hy vọng huyện Tân Sơn sẽ đạt được bước tiến mới trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân.